Rồi, chào tất cả mọi người lại đến với video em nha. Thì hôm nay thì em quay cho các bác xem là bộ chiêu đồ của Lim. Đó, thì hiện tại là cái bộ này thì lúc mà tẩy ra thì em cũng đã có quay cho các bác một lần rồi. Nhưng mà hôm nay thì bên em bắt đầu lót này. Cái này thì cũng mới lót thôi nha các bác. Lót cái này thì cũng chưa đủ lót đâu. Vậy hiện tại thì cái bộ này thì nó hơi bụi bặm một xíu nha. Đó, thì các bác có thể nhìn thấy nè. Đó, khá là bụi luôn. Mà vần vèo thì các bác có thể là nhìn thấy rõ rồi nha. Vần vèo này thì bây giờ nó đã nổi rồi. Cái này mình chỉ cần mình lót thêm vài nước lót nữa là vần vèo nó sẽ cực kỳ là nổi luôn. Đó. Và hiện tại là cái này nói chung em đang để xưởng gia công á, nên là nó cái vết bợt màu trắng á thì nó hơi trên mặt một tí, nên là quay nó cũng không có được sắc nét cho lắm nha. Nhưng mà cái này là hàng quay mộc thô nguyên cho các bác luôn nha. Đó này, đó rất là dơ luôn. Thì hiện tại cái bộ này nó có kích thước là rộng là một tấm là rộng 1 mét, một tấm là rộng 1m25 và dài là 20 và dài là 3m20. Đó, hàng vân chung rất là đẹp luôn. Riêng cái bộ này thì nó gần như là không có vết lỗi luôn nha các bác, gần như là không có vết lỗi vết nứt gì luôn. Đó, rất là đẹp luôn. Đây này, hai bộ này là nó trùng vân nhau nha các bác, nhưng mà tại vì cái tấm mà cái phần giác các bác có thấy nhiều rồi nè, thì tấm này thì nó to hơn 1m25. Đó, 1m25 rất là to hơn, rất là đẹp luôn. Hàng này là hàng chuẩn bìa, vân chung rất là đẹp. Còn về giá cả thì em cũng đã thông báo cho các bác là ở video trước rồi, thì bộ này là 70 triệu. Đó, về cái bộ này thì gần như nếu mà các bác làm tầm 10 bộ thì chưa chắc đã được một bộ đẹp như thế này đâu. Tại vì cái bộ này là em làm từ cái cây tròn thì nó mới ra được một cái bộ mà gần như là không có vết lỗi luôn các bác ạ. Đó, vân thì nó vẫn rất là nổi nha. Tại vì cái này em chưa làm xong đâu, nên là vân nó còn hơi bực mầm tí nè. Đó, nè, cái phần giác thì các bác có thể nhìn thấy nó vẫn còn ni xi luôn. Nếu mà em làm hoàn thiện thì em sẽ bắn cái màu giác nó sẽ tựa như cái màu lõi của gỗ luôn nha. Đó, còn về phần giác gỗ này thì các bác xài các bác yên tâm, nếu mà mục rớt em bảo hành cho các bác luôn. Đó, riêng về cái phần giác này mà mục hay là rớt gì đó thì em bảo hành cho các bác luôn là sẽ không có nha. Đó, về dòng gỗ nào mà giác mà ví dụ trong quá trình mà nó để ngoài trời lâu á, cái cây á để ngoài trời lâu thì có phần giác thì nó vẫn bị mục. Nhưng mà hiện tại là cái phần giác này thì đã làm xong và mình để trong mát thì nó sẽ không bao giờ nó bị mục nha.